Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 18 tháng 8 năm 2020. VinAudio xin giới thiệu tới quý vị và các bạn cửa hàng lại mới tiếp tục về một siêu phẩm đến từ đất nước Nhật Bản của hãng Pioneer. Thưa quý vị, một cặp loa với một cấu hình rất là sang trọng. Đó là cặp loa Pioneer S922, rất là nổi tiếng của hãng Pioneer, mà được anh em chơi audio trên khắp mọi miền Tổ quốc đánh giá rất cao. Được rất nhiều anh em chơi những dòng loa này, và những anh em những chơi những dòng loa này thì chắc chắn là không bao giờ muốn bán nó đi, bởi vì đôi loa này với một chất âm vô cùng hay, bass đánh rất sâu và rất là mềm. Bởi vì đôi loa này nó sử dụng hai chiếc loa bass, một chiếc loa bass bên dưới là bass 40 và chiếc bass bên trên thứ hai là bass 25. Vâng, thưa quý vị và các bạn, bát bên dưới là bát 40 nhưng mà nó là bát cộng hưởng quý vị nhé. Bát cộng hưởng màng carbon tráng titan, gân mút. Bát bên trên thì bát 25 là bát điện nhưng cũng là màng carbon tráng titan nhưng mà nó là gân lụa, gân vải. Gân vải thì quý vị sử dụng mãi mãi không bao giờ phải thay gân. Chiếc bát điện này nó đánh thì là chiếc bát bên dưới nó cộng hưởng cái tiếng lại. Với những cái dòng loa mà có bát cộng hưởng thì tiếng xuống tiếng bát rất là sâu và rất là mềm. Nó tăng cái giải âm trầm giúp cho chúng ta nghe tiếng rất là mềm mại thưa quý vị. Đôi loa này nó sử dụng một chiếc loa trung đôm và một chiếc loa chép điện cao cấp. Kết hợp hai vi tinh chỉnh để cho chúng ta chỉnh tiếng trung và tiếng chép tùy thuộc sở thích nghe của quý vị. Nhưng nguyên audio thì hay để mức giữa 50-50. Đôi loa này thì nguyên audio về tại cửa hàng trong tình trạng phải nói là đẹp như mới xuất xưởng, thiếu mỗi thùng xốp mang về cửa hàng. Tranh thủ làm clip giới thiệu lên luôn cho quý vị, đôi loa quá đẹp luôn. Quý vị nhìn thấy gông loa bass, loa trung, loa chép đây, rất là đẹp, bằng xương đúc, sáng bóng quý vị nhé. Những cái loa mà nó cũ thì những cái này này bao giờ nó cũng bị ố ố gì quý vị nhé, nó không được sáng bóng như là cái đôi loa này. Đấy, quý vị nhìn thấy không, gân mút của loa bass bên dưới vẫn còn zin, chưa thay. Đôi loa này rất là mới nên là gân của nó vẫn chưa thay. Còn những cái đôi loa mà cũ người ta không sử dụng lâu năm, người ta để không cẩn thận thì thường là những cái đôi gân nó sẽ bị mục hết, nhưng mà đôi loa này người ta rất là giữ gìn, bên Nhật người ta rất giữ gìn nên là nó còn mới và còn đẹp như thế này. Căng của nó thì rất là đẹp quý vị ạ. Căng thì nguyên audio cất đi rồi, không không để đây, cất vào trong nhà rồi. Căng của nó thì cũng đẹp như mới. Quý vị nhìn thấy hai cái thành của nó đây. Đấy, hai cái thành loa đây, nó đẹp. Gỗ thì là gỗ thịt quý vị nhá. Đôi loa này thiết kế thùng gỗ thịt. Nặng phải hai người chúng ta mới khiêng được một thùng. Hai người chúng ta mới khiêng được một thùng đấy ạ. Màu vàng vân gỗ rất là sang trọng. Quý vị nhìn thấy vân gỗ của nó đây, rất là giống với vân của gỗ mít quý vị nhé. Đấy, vân nó sọc xuống đây nhìn đẹp không, quá đẹp luôn. Quý vị nào mà chúng ta sở hữu được một đôi loa này thì quả là hiếm, bởi vì một đôi loa quá đẹp như thế này thì cũng không có nhiều trên thị trường Việt Nam chúng ta đâu. Nguyên audio dám cam kết và khẳng định cho quý vị vậy, bao zin cho quý vị nguyên bản 100%, chưa thay thế bất cứ một thứ gì. Bao zin cam kết cho quý vị nguyên bản 100% luôn. Đôi loa này có trở kháng 6,3 ohm, công suất từ 40 cho đến 80W quý vị nhé. Mặc dù là công suất nó chỉ có 80W thôi nhưng mà nó đánh bát rung nhà chúng ta lên đấy ạ. Không phải là oát bé thì là mới đánh nhỏ đâu quý vị nhé. Quan trọng là cái độ nhạy của loa và hãng thiết kế loa nó phải như thế nào, chứ không phải là oát bé mà là bánh bé đó. Đôi loa này thì nguyên audio đảm bảo cho quý vị và các bạn chúng ta đánh cực kỳ mạnh. Quý vị nào sở thích tiếng bass sâu mềm, uy lực mạnh mẽ thì rất hợp với quý vị đấy ạ. Và dòng này thì quý vị có thể sử dụng hai trong một, chúng ta vừa nghe nhạc vừa kết hợp hát karaoke gia đình nhà chúng ta rất hay. Chúng ta có thể đánh được đa thể loại nhạc, từ nhạc vàng, bolero, trữ tình cho đến nhạc đàn, nhạc mạnh, nó đều có thể đáp ứng được. Đôi loa Pioneer S922 này có kích thước chiều cao 90 cm, chiều rộng 46 và chiều sâu là 33 cm. Đẹp xuất sắc, zin nguyên bản, nguyên audio đang bán với giá 26 triệu đồng.
Quý vị và các bạn trên khắp mọi miền Tổ quốc có nhu cầu mua sản phẩm này xin vui lòng liên hệ cho Nguyên Audio theo số điện thoại là 0988 036 068. Nguyên Audio giao hàng toàn quốc. Và quý vị và các bạn chúng ta muốn biết chi tiết hơn qua những bản test âm thanh thì quý vị và các bạn chúng ta kết nối Zalo cho Nguyên Audio theo số máy này 0988 036 068. Đây là số Zalo của Nguyên Audio sẽ test cho quý vị và các bạn trước khi giao hàng cho quý vị. Và quý vị nào mà chúng ta ở xa thì Nguyên Audio sẽ giao hàng bưu điện, có nhân viên bưu điện giao hàng tại nhà cho quý vị. Và quý vị và các bạn chúng ta ở gần thì hãy đến tại cửa hàng Nguyên Audio, đường Hùng Vương 35m, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Chúng ta đến giao lưu những bộ sản phẩm mới nhất về tại cửa hàng Nguyên Audio. Và vẫn như thường lệ, quý vị và các bạn mua đôi loa này thì Nguyên Audio sẽ tặng quý vị và các bạn chúng ta 6 mét dây loa của Đức trị giá 600.000 đồng. Xin dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong cái video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi.